đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu cho các bạn ơi. Cô tâm làm sao vẫn cứ xa vời, anh và em dường như ta đã yêu nhau rồi. Anh hãy nói em gì? Tại sao giữa chúng ta lìa rồi? Tại anh đang vô tâm anh, tại anh không quan tâm em. Để rời khi anh hay nói nghe ô rơi đâu rồi, rơi cái màu đỏ được rồi các bạn.
Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn ơi. Á xỉ nhà. Á chị trời ơi. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn ơi. Vô trong thầy cho cứ trong tình yêu chúng ta lìa đôi
Vậy là mình lấy tôm xong nha.